Đi ra xem con rể. Đây là xe nhà trai đã đến rồi các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng mình vào trong để xem phong tục như là cái lễ lạt của nhà trai mang đến như thế nào nhá. Rồi, anh chào các em nhá. Đấy các bạn ạ, theo phong tục người vùng cao thì khi đi hỏi vợ hay là đi đến nhà vợ thì thường thường là phải có một đôi gà này và có các cái lễ phong bì phong bao, nói chung là các cái thủ tục cũng giống như ở vùng xuôi thôi các bạn ạ, đến với nhà gái để xin dâu nha các bạn nhé. Đây là cảnh rể đến nhà gái này. Đấy, bố vợ ra tiếp đón và có người đại diện ra đón và mời vào nhà. Sau khi vào nhà thì uống nước nôi và thưa chuyện, rồi nhà gái sẽ làm các thủ tục như là cúng báo tổ tiên, cúng báo thổ công, thổ địa. Đấy. Sau đó là mời rượu nhà trai này, tức là mời rượu nhà trai là để cảm ơn, cũng như là khi nhận lễ thì nhà gái có ly rượu gọi là cảm ơn đấy các bạn ạ. Còn đây chính là cái phong tục cúng báo thổ công thổ địa ở khu nhà con gái ấy, tức là bên nhà ngoại. Và cái lễ này thì cúng xong thì thầy mo cũng như là một số người ra đây chứng kiến thì sẽ ăn luôn và giải quyết luôn ở đây nha các bạn nhé. Đấy, đây có một chút lễ thôi. Đấy. Ăn thưởng thức luôn tại đồng nha các bạn nhé. Thấy mọi người anh em ở đây thưởng thức luôn. Thưởng thức luôn. Sau khi thưởng thức xong cũng như là kết thúc thì quay về. Thì nhà gái nhận lễ này và mời rượu nhà trai, sau đó còn bố vợ thì sẽ cúng này các bạn ạ, sẽ cúng báo tổ tiên. Đấy. Bố vợ sẽ cúng nha, đây là cảnh cúng báo tổ tiên do chính ông ngoại cúng lại, tức là bố của cô dâu cúng báo tổ tiên này. Cũng đúng theo phong tục là mời cơm mèn mén nha các bạn nha. Mời cơm mèn mén. Sau đó thì mời nhà trai lên dự bữa cơm thân mật cùng với gia đình.
rồi nhà trai sẽ chúng ta xin dâu và đón dâu về bên nhà trai các bạn ạ. Trong thời gian này thì nhà gái sẽ tặng quà hồi môn cho con gái, con rể. Mời các bạn cùng theo dõi cái cảnh trao chính tại nơi đây nhé. Đó là thôn Hạ Sơn 1 thuộc xã Lạc Đông, kính thưa quý vị. Vâng, và thực sự mà nói thì ban tổ chức tôi cũng chuyển lời từ phía gia đình cũng như phía cô dâu và chú rể một lần nữa xin cảm ơn toàn thể các quý vị có những món quà hết sức ý nghĩa từ phía gia đình. Và sau đây trước tiên ban tổ chức tôi sẽ mời bố mẹ của cô dâu và cô dâu Thu Hoàng của chúng ta, đó là ông Giàng A Thương và bà Giàng Thị Câu, sẽ lên sân khấu để có món quà dành tặng cho người con yêu quý của mình trước khi đi xây dựng gia đình. Vâng, xin mời ông bà. Của hồi môn của bên nhà nội, bên nhà trai, bên nhà trai thôi. Vâng, kính thưa quý vị, và đây là một bát đây, một bát của gia đình họ nhà trai có món quà dành tặng cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Vâng, xin mời bác ạ. Chèn thịt. Vâng, món quà từ một người bác, một món quà hết sức là ý nghĩa, một chiếc lắc, một chiếc vòng bằng vàng có giá trị thì rất là cao. Có thể là ban tổ chức chúng tôi nếu mà đoán không nhầm thì khoảng 5 chỉ vàng đấy ạ. Vâng, một lần nữa xin mời quý vị cho một tràng pháo tay để cảm ơn bác được không ạ? Xin mời bố mẹ Minh Lập ạ. Bố mẹ Minh Lập đâu ạ? Xin mời bố mẹ Minh Lập cũng có một món quà dành tặng cho người con yêu quý của mình. Vâng, món quà đến từ bố mẹ Minh Lập. Món quà rất là đặc biệt. Món quà nằm trong phong bì, ban tổ chức tôi không biết bên trong nó là cái gì. Phải nói là món quà hết sức là ý nghĩa được không ạ? Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bố mẹ Minh Lập rất là nhiều. Vâng, món quà tiếp theo xin mời em Câu ạ. Một lần nữa xin cảm ơn Câu và xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho động viên cho Câu được không ạ? Vâng, cảm ơn Câu rất là nhiều. Vâng, và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lưu lại những bức ảnh.